Lời Chúa Thánh lễ ban đêm ngày 24 tháng 12 lễ Giáng sinh. Lời Chúa thứ bảy 24 tháng 12 2022 Thánh lễ đêm Giáng sinh. Thưa anh chị em, chúng ta đã kết thúc mùa vọng và kết thúc những ngày tĩnh tâm. Hôm nay 24 tháng 12 nửa đêm, anh chị em đi lễ đêm Giáng sinh. Chúng tôi mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa Thánh lễ đêm Giáng sinh. Xin chúc tất cả anh chị em và các bạn ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới một lễ Giáng sinh vui tươi, bình an và tràn đầy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta quay sang bắt tay chúc mừng những người bên cạnh mình trong gia đình, trong cộng đoàn. Bắt tay bên trái, bên phải. Merry Christmas! Chúc mừng Giáng sinh vui tươi! Giáng sinh vui tươi, Merry Christmas, Hallelujah. Vâng, trong bầu khí rộn rã mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Thánh lễ ban đêm. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah chương 9 câu 1 đến câu 6. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính đệ xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lĩnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hôm nay đấng cứu
Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong bài đọc 2, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito, chương 2, câu 11 đến câu 14. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito: Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Đầy tôi báo cho anh em một tiếng mừng trọng đại. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 2, câu 1 đến câu 14. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tá bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ,
vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại và cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, đêm nay đêm Chúa ra đời, đêm nay đêm hồng phúc, đêm nay đêm hồng ân, đêm nay là đêm mà một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con được ban tặng cho ta. Thưa anh chị em, niềm vui ấy đáng để chúng ta hân hoan, vui mừng. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Chúng ta chúc cho nhau niềm vui Giáng sinh không chỉ dừng lại đêm hôm nay, không chỉ nơi những bàn tiệc, nơi những chai rượu, nơi những cuộc vui nhảy nhót tưng bừng. Niềm vui ấy phải là niềm vui mà trong lá thư mùa vọng Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn mời gọi chúng ta là niềm vui Giáng sinh là niềm vui có Chúa. Niềm vui Giáng sinh là niềm vui có Chúa ở cùng chúng ta. Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa đang ở cùng chúng ta, Chúa đang hiệp hành với chúng ta. Niềm vui Giáng sinh là niềm vui mà lòng thương xót nhập thể. Anh chị em thấy chủ đề mà chúng ta sẽ chia sẻ suốt trong mùa Giáng sinh, đó là lòng thương xót nhập thể. 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 Vâng, thưa anh chị em, niềm vui của chúng ta là niềm vui mà lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện qua mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa làm người, một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lĩnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trị công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Vì yêu thương chúng ta, lòng thương xót của Chúa thực hiện những điều mà anh chị em đang khao khát, đang mong đợi, đó là hòa bình. Chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng: bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Những con người được Chúa thương, được Chúa cho một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con là con Thiên Chúa được tặng ban cho ta. Thiên Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, và Thiên Chúa chỉ mong cho con người được sống bình an, vui tươi, hạnh phúc. Nhưng mà cho tới bây giờ, Noel 2022 rồi, vẫn cứ khát mong hòa bình ơi, bao nhiêu năm dài mong đợi, mong chờ. Đó đây vẫn chiến tranh, vẫn hận thù, vẫn ghen ghét. Đó đây vẫn đầy dẫy những bạo lực. Tại sao? Lý do là
Chúa nhập thể rồi, con người mừng Chúa Giáng sinh rồi, vẫn tiếp tục mừng Chúa Giáng sinh mỗi năm, nhưng mà mừng Chúa Giáng sinh ta không để cho lòng thương xót nhập thể. Ta đón tặng món quà là Đức Giêsu Thiên Chúa làm người ở giữa ta, nhưng mà ta không để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào ta, ta không để cho lòng thương xót nhập thể trong cuộc đời của ta, cho nên vẫn ghen ghét, vẫn hận thù, vẫn chiến tranh, cho nên vẫn đầy dẫy những bạo lực, cho nên vẫn khao khát hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi. Lời cầu chúc đêm Giáng sinh ấy chưa thực hiện được vì mỗi người chúng ta và cả thế giới này chưa để cho lòng thương xót nhập thể. Lòng thương xót nhập thể. Lòng thương xót nhập thể. Phải làm sao cho đêm hôm nay, khi mỗi gia đình mừng lễ Giáng sinh, hãy để cho lòng thương xót nhập thể trong gia đình của mình đi. Cụ thể là các bạn trẻ ơi, các bạn đêm Giáng sinh có khi các bạn đi chơi mà quên đi lễ, có các bạn mê say với những bữa tiệc Réveillon, tiệc Giáng sinh mà quên bữa tiệc thánh thể, có không? Cho nên lòng thương xót không có nhập thể được trong cuộc đời các bạn, bởi vì các bạn chỉ mải mê với những thú vui của trần gian, chỉ thỏa mãn những ham muốn của mình mà không chạy lòng thương, không có lòng thương xót trước tiên với chính bản thân mình. Thương thích thân mình đi, thưa anh chị em và các bạn. Hãy để cho Chúa Giêsu nhập thể trong tâm hồn các bạn đi. Hãy làm cho các bạn là hang đá, hang Bethlehem như chúng ta nhìn trên này. Mấy anh lấy mấy cái cây rừng rồi mình kết thành cái hang Bethlehem như thế này. Mỗi người chúng ta cũng muôn hình vạn trạng như hang Bethlehem. Ta thấy trên thế giới này dường như không có hang Bethlehem nào giống hang Bethlehem nào cả. Tôi đi thăm một vòng hết phố đường Phạm Thế Hiển, quận 8 nổi tiếng, rồi đi lên Hồ Nai, rồi đi vòng xuống dưới Tân Phú, đi xuống nhiều nơi lắm. Muôn màu, muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. Họ có rất nhiều sáng tạo làm nên những hang đá, làm nên những tiểu cảnh, ông già Noel, rồi thiên thần, rồi đủ hết. Ta làm nhiều lắm, đẹp lắm. Nhưng mà quên rằng là mình lo trang trí hang Bethlehem bên ngoài, mà quên mất tâm hồn mình cũng là hang Bethlehem. Hỏi bác, xin tội chưa? Xin tội chưa? Để mình đêm nay mình rước lấy Chúa vào trong tâm hồn mình, để Chúa nhập thể nơi thánh thể, Chúa nhập thể nơi bí tích thánh thể vào trong hang Bethlehem tâm hồn mỗi người chúng ta. Bạn đã đi xin tội chưa? Nếu bạn mắc tội nặng. Rồi suốt vừa rồi chúng tôi đã làm tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng, bạn có tham gia được ngày nào không? Và khi tham gia ra, nếu bạn tham gia đầy đủ thì đêm nay các bạn mừng Chúa Giáng sinh đầy đủ ý nghĩa. Vậy thì mỗi người tự hỏi lại coi, đêm hôm nay tôi có là hang Bethlehem để cho lòng thương xót nhập thể không? Và nếu lòng thương xót nhập thể thì bạn biết thương xót những người khác, cụ thể là những người trong gia đình của bạn. Hey, buồn quá cho cứ lễ lớn là tụi nó bỏ đi cho hết, để hai ông già, hai anh khỉ già để ngồi coi nhà. Đấy là những lời than của những người già khi tôi đến thăm họ, tặng quà cho họ dịp trước lễ Giáng sinh. Bên nước ngoài thở vắn thở dài, Noel nó bỏ đi chơi hết, nhảy nhót có khi đến sáng nó mới về, để hai khỉ già này coi nhà, canh cái chòi. Thì bạn hãy thương xót chính cha mẹ các bạn đi. Hãy thương xót những người trong gia đình của các bạn, để đêm hôm nay đi lễ xong các bạn về bắt tay, quay sang bên phải bắt tay ấy. Happy New Year sắp tới, Merry Christmas đang về, chúc mừng năm mới sắp tới, Giáng sinh đang về, tràn đầy niềm vui. Tôi nhìn thấy nụ cười của các bạn, quên hết những gì mệt nhọc, quên hết những cái gì mà lo lắng, buồn phiền đi. Hãy để cho lòng thương xót nhập thể trong các bạn ấy. Một người con đã được ban tặng cho ta, một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
Đó là con Thiên Chúa được trao tặng cho ta. Bạn nhận được quà Giáng sinh chưa? Rồi, cái gì? Gấu bông. Anh kia nhận được cái gì? Nhận được cái gì? Nhẫn kim cương. Úi trời ơi. Còn ông kia? Cái gì? Thương chị em, mình nhận được những món quà Giáng sinh mình vui lắm. Mà mình có giờ bạn đưa tay ra và đón nhận món quà là một người con được ban tặng cho ta, một trẻ thơ được cứu đời, được chào đời để cứu ta. Đây là Đức Giêsu, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót được ban tặng cho ta, tặng cho tôi, cho anh, cho chị, cho em, cho từng người chúng ta và cho tất cả chúng ta. Niềm vui đó, đó mới là niềm vui mà Đức Tổng Giám Mục nói là hãy vui vì có Chúa ở cùng. Niềm vui đó không ai cướp mất được, Đức Giêsu nói. Và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Thầy để lại bình an cho các con, bình an không như thế gian ban tặng. Lời bình an cầu chúc đêm Giáng sinh không như thế gian ban tặng, không như thế gian cầu chúc. Thế gian chỉ chúc mà chả sao mà cho người ta bình an được. Có khi chúc xong làm ta mất bình an. Có. Đưa thiệp chúc mừng Giáng sinh nha, vui vẻ bình an nha. Cô nàng tưởng bên trong chắc có ruột, phấn khởi, này nó đại gia nó, trời mày ngon rồi đó, mày quen được đại gia, nó tặng cái thiệp mừng rồi, đẹp lắm ạ. Lúc mở ra em yêu chụt chụt, Giáng sinh vui vẻ chụt chụt, chả thấy cái gì ngoài cái chụt chụt. Mỗi thiệp chả có gì cả, buồn lắm. Ông kia mừng lắm, trời ơi mày xui gặp mày cái thằng của chùm sò tao nè. Mở ra trong đó là tờ 100 đô. Úi giời ơi, mừng, úi giời ơi, bên nước ngoài gửi về sướng. Rồi nhỏ kia đồng hồ loáng có, quà Giáng sinh nè. Ông kia cầm cái tẩu thuốc, phù phù phù, quà Giáng sinh nè. Bà xã tặng cho cái tẩu thuốc lào toàn mừng Giáng sinh. Thì ta nhận được món quà nào ta cũng vui. Mà nếu mà món quà mà càng nặng ký bao nhiêu, càng chất lượng bao nhiêu thì mình càng thấy vui bấy nhiêu. Nhưng mà vui hơn cả là cái ai là người tặng và người tặng ấy tặng thật lòng hay không. Mà dẫu gì đi nữa, dẫu người yêu của bạn tặng bạn đi nữa thì cũng chỉ tặng những món quà ở bên ngoài thôi, chứ không tặng cái gì chính người ấy được. Anh có gì anh gói anh vào trong cái bao tải đến đây là quà trao cho em không? Bỏ chạy luôn. Mà đây, anh chị em các bạn nhận được món quà là chính đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đêm nay khi anh chị em đưa tay ra rước lấy mình Thánh Chúa Kitô, amen. Chúa đang giáng sinh trong con. Amen. Chúa đang nhập thể trong con. Amen. Chúa đang ở giữa con. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Amen. Chúa đang hiệp hành với con. Năm nay là năm hiệp hành, năm 2023. Đỉnh cao của hiệp hành. Vì mỗi lần rước Chúa, mình lại nhận ra rằng Chúa đang giáng sinh, Chúa đang nhập thể, Chúa đang hiệp hành và để cho lòng thương xót nhập thể trong con. Để con thể hiện lòng thương xót ấy ra với những người chung quanh con, những người gia đình của con, những người thân yêu của con, với bạn bè của con. Ôi nhỏ, cái này nó khác ghê ta. Sao khác? Tôi tĩnh tâm xong mấy ngày, gần 30 ngày, tĩnh tâm mùa vọng. Chủ đề là khát vọng. Nó khát xong bây giờ nó ngon, nó biến đổi rồi. Mỗi lần rước thánh thể về thấy nó khác rồi. Và nó gặp ta, nó chào, cách hỏi thăm cũng khác rồi. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta làm sao để cho lòng thương xót nhập thể trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, và bất cứ bạn đi đến đâu người ta cũng thấy có lòng thương xót đang ở trong bạn, qua nụ cười, qua lời hỏi thăm, qua cái bắt tay, qua thái độ ân cần của các bạn. Đấy, lòng thương xót nhập thể. Phải để cho lòng thương xót nhập thể trong cuộc đời của các bạn, để các bạn trở thành cái gì? Vì vậy, trong bài đọc 2, Phaolô gửi Tito nói, vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính. Chúa đã đến giải thoát ta.
khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, thì Người đã làm cho chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó. Chúa cho chúng ta thành một dân riêng của Chúa. Mà dân đó là dân gì? Một dân hăng say làm việc thiện. Hăng say làm việc thiện là gì? Là bạn luôn tỏ lòng thương xót với người khác, làm cho lòng thương xót nhập thể, làm cho người ta nhận ra rằng là lòng thương xót ngày hôm nay có thật. Một Thiên Chúa nhập thể có thật. Một Thiên Chúa Giáng sinh làm người có thật. Vì cái thằng đó, cái anh đó, cái ông đó, cái bà đó, từ ngày mà đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì có một cái cách sống khác rồi. Cách sống luôn mở rộng tấm lòng ân cần tiếp đón mọi người. Không như là thời Augustino ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả nước. Lúc đó Giuse thuộc gia đình và dòng tộc David phải lên đó khai tên cùng với Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc đó bà đang có thai. Khi mà hai người đang ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Hai ông bà không thấy đâu có lòng thương xót để đón nhận người mà có ai bê trang đêm đông, có người lữ khách đêm đông không nhà. Người lữ khách đêm đông không nhà, không tìm được chỗ trọ, phải đem ra ngoài hang đá và sinh con. Sinh con không có cái nôi, thậm chí chẳng có tã nữa, mà đặt nằm trong máng cỏ, lấy tã bọc lấy con rồi đặt nằm trong máng cỏ. Cái tã sơ sài vậy thôi. Đặt đứa bé nằm trong máng cỏ, lòng thương xót của con người đâu rồi? Một Thiên Chúa cần lòng thương xót của con người mà con người đâu có quan tâm. Không tìm được chỗ trong nhà trọ, người ta ngoảnh mặt làm ngơ. Người ta đắp tay ngoảnh mặt làm ngơ, không đón tiếp những người nghèo, không đón tiếp những người khổ, không đón tiếp những người tứ cố vô thân, không đón tiếp những người lỡ đường. Họ bỏ lỡ cơ hội đón nhận lòng thương xót nhập thể rồi. Và Chúa vẫn khao khát được thương xót đấy. Một Thiên Chúa đi tìm chỗ trọ mà không có, gõ cửa từng gia đình mà không gia đình nào mở. Và ngày hôm nay một Thiên Chúa vẫn đang khao khát nhập thể trong mỗi tâm lòng, cũng đi gõ cửa tâm lòng mà nó cũng khép kín lại. Gõ cửa, hả? Mở cửa ra. Có ai không? Có đây. Ai gõ cửa đó? Lòng thương xót. Rầm, đóng cửa. Có ai nhà không? Dạ có ai nhà không? Có ai vậy? Lòng thương xót. Đi chỗ khác chơi. Có ai nhà không? Có đây, có đây. Có quà Giáng sinh phải không? Có đây, có đây. Có Giáng sinh gì đâu? Mở ra, mở ra. Ơ, có quà Giáng sinh cho mày ơi. Mở ra, mở ra. Lòng thương xót gói trong món quà, bỏ sọt rác. Ta không cần. Ta phủ nhận lòng thương xót của Chúa. Người ta nghi ngờ lòng thương xót. Người ta có khi còn ngăn cản, chối từ, còn ngăn cản, còn cấm cản nữa. Không để cho lòng thương xót nhập thể, không cho đi loan truyền lòng thương xót, không tin vào lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay ta vẫn khao khát lòng thương xót được nhập thể trong trái tim mỗi người, đặc biệt là những người có chức có quyền. Những người có chức có quyền mà không có lòng thương xót thì kinh khủng lắm, thành nhà độc tài ác lắm. Mà nhà lãnh đạo, người đứng đầu mà có lòng thương xót thì những người trong tổ chức, những người dưới được nhờ vô cùng. Xin Chúa cho anh chị em đêm hôm nay đứng dưới hang đá Bethlehem hát bài hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Mình hát vui mừng ngợi khen Chúa và xin Chúa thực sự cho mỗi người chúng con là hang Bethlehem, là máng cỏ để cho lòng thương xót Chúa ngự trị trong con. Con có được bình an và con trở thành một dân hăng say làm việc thiện. Một dân hăng say làm việc thiện.
Làm sao mà hăng say làm việc thiện được nếu không có lòng thương xót? Làm sao mà có lòng thương xót nếu không để cho lòng thương xót nhập thể? Để cho lòng thương xót nhập thể trong mình, rồi mình yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu mình. Mình thương xót người khác bằng chính tình yêu, lòng thương xót Chúa dành cho mình. Như vậy thì lòng thương xót mới nhập thể. Lòng thương xót mới nhập thể. Lòng thương xót mới nhập thể. Mời anh chị em và các bạn, chúng ta mở hơi trang 9 sách kinh nguyện lòng thương xót, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Con khao khát, con mong chờ Chúa. Chúa nhập thể trong trái tim con, trong cuộc đời của con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con khao khát được rước Chúa. Đêm hôm nay, nếu vì lý do gì mà con không được rước Chúa, thì xin chiếu ngự vào linh hồn cách thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Mời anh xem cuộc hướng về hang Bethlehem, chúng ta hát kết thúc buổi chia sẻ hôm nay và tha thiết xin Chúa cho mỗi người chúng con được trở thành hang Bethlehem cho Chúa ngự, để cho lòng thương xót Chúa nhập thể trong tâm hồn con, trong gia đình, trong cộng đoàn và trên toàn thế giới này. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn ha reo rắt tiếng hát sướng ca dương vang xa, đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi đến xem, ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một mùa Giáng sinh vui tươi và bình an. Ta ơn Chúa.